mình định mình phải rõ ràng cái định chứ đâu có định thằng mà đâu có thôi. Cái bữa hậu không làm gì nè, bởi vì không có muốn hỏi cái ông đó là cái ông Tư gì ổng ốm nhắc mà có cái mấy cái cọng rau rì rì đến dưới đây nè. Ông Tư gì lên bên ổng ốm ốm ổng ưa chạy ra chị vô cái định này nè, có cọng rau ở dưới đây nè. Cái em tính là em sửa cái bếp lại, cái bữa đó ông Tám đồ ông ngồi đó đó, cái nhìn cái lợn mình mới thấy là cái cát cái gạch của cái nhà bếp đó làm rồi tự nhiên sự lên rừng cái đó lợn mà còn nhất hết trơn cái gì ha, bây giờ người đó không có tiền rồi, cái con mới lại tính hỏi lại con chia lại để con trả tiền, rồi mình mới có cắt giọng lên thôi, cái nói là ông Tám cát với lại gạch đó cây lại những người dùng lại rồi con tính chia lại con sửa cái bếp gạch lại đó, cái gì sập này mày muốn chết ở đó mày lấy à, bây giờ đó là ha, mày biết ông ngoại mày không, ông ngoại mày tham đó lợi đó hốt ăn đó mà chết đó. Mày biết ông ngoại mày không, ông năm trai đó ông tham của cái đình này ông hốt về ông ăn mà ông chết đó, giờ mày muốn chết nữa phải không? Ông chỉ cái thôi con xìu cái ông già mà con tả là có cào chùm râu dài chứ gì nè mà ông ấm nhắc à. Ông chạy chiếc xe cũng quay mà nó xe nó cũng cũ cũ rồi đó, ông chạy ra chạy vô cái đình này nè mà con quên hỏi mà Tám lên nó làm gì thì con mới quay qua nói với mà Tám thì nói là không, cái này con hỏi chi con gửi tiền lại cho đình chứ không phải là con lại đây là con lợi dụng cái đình mà con định lấy không đâu, con đâu có dám mà đụng vô cái gì trong đình. Ông nói là ông ngoại con tham lam hốt của đình về ăn mà chết đó, bây giờ muốn chết nữa thì nhào vô cũng làm gì đó. Rồi thôi con làm thân đi, bởi vì thấm gài là không dám hỏi nữa, không muốn là khó vô nữa đó phải không? Tại nãy ông Hưng cũng gợi ý đó. Rồi đi lại hỏi thì không có ai. Rõ ràng thôi, mà anh Minh biết không, bình thường nó không có chuyện gì em cũng lâu lâu em gửi 100-200 ngàn hỏi ông chúng với ông cậu Tám đi, là để cho cái đó hụt vô trong đình, chi phí ăn uống tại vì mình ta đâu có thu nhập anh Minh. Em không có lợi cúng tình tình gì hết, nhưng thỉnh thoảng em gửi 100-200 ngàn để cho đình làm chi phí nhang khói phải không, là lúc nào em cũng có hùng vô hết trơn á, chứ đâu phải mình lại đây mình lợi dụng cái đình cái gì đâu. Thằng buông hết rồi, ông thằng không dám hết trơn à, cái lòng của mình thôi à, còn nhịn bề ngoài kệ họ đi, ông đâu có quan tâm đâu. Nếu ông bắt mắt hồi đó em bắt biết bao nhiêu người vô mượn không? Đời mặt pháp rồi, bây giờ tham ông cũng xả nữa, ông đâu có bớt họng bớt cổ nữa đâu. Còn mình á, mình rất là rõ ràng minh bạch, nó làm thì mình cũng cúng tiền vô để cho người ta kêu chi phí cho đình chứ, đâu có lợi đó lợi dụng đang lụm hay lấy cái gì đâu mà ông nói một câu cái tự nhiên mình tự lái. Mà không biết ông làm cái gì trong đình con cũng không biết. Bữa nào mình sẽ đợi mấy ông nói cho giỏi cho nhiều thành công không chung đó nha. Mấy ông nói giỏi đó coi chừng ông chưa chung nha. Chưa có chung thằng nữa. Y gan gì đó. Không hỏi tên đó ông già nó tên là cáo. Mà có gì. Mà có gì.